전하의 담, 권능고의 대상정화. 주 강수, 강수 영을 공지, 바른 개상 앞, 선 뜨이 진 동. 권능 공구, 하이람 전하의 담, 권능고의 대상정화. 쉬어 나이 당, 건 병, 무, 대, 하이, 산, 저, 마. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 3, câu 1 đến câu 6. Năm thứ 15, dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Herode làm tiểu vương miền Galilee, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iturae và Traconis, Lysania làm tiểu vương miền Abdiel, Cana và Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Zacharia là ông Gioan trong hoàng địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giô-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải đạt cho thấp, khúc quanh co phải uống cho ngay, đường lồi lõm phải sang cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, nếu sứ điệp của Chúa Nhật mở đầu mùa vọng 5C là anh em sắp được cứu độ, thì điểm nhấn trong sứ điệp của Chúa Nhật thứ hai sẽ là hết mọi người phàm sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ơn cứu độ mà mùa vọng nhắc nhở chúng ta khao khát mong đợi là thực tại đến từ Thiên Chúa, được thực hiện trong lịch sử và thế giới phàm trần nhân loại, và do vậy được dành cho tất cả mọi người, miễn là họ hối cải để được ơn tha tội. Mở đầu bài Tin Mừng, tác giả Luca miêu tả khái quát một hoàn cảnh chính trị và tôn giáo xác định. Năm thứ 15, dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Herode làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iturae và Traconis, Lysania làm tiểu vương miền Abdiel, Cana và Caipha làm thượng tế. Đã đành những chi tiết ấy được đặt trước hết trong tương quan với sự xuất hiện của ông Gioan Thầy Giả. Nhưng bởi vì ông Gioan chuẩn bị cho Đức Giêsu đến và hoạt động ngay sau đó, nên những chi tiết ấy thực ra cũng có giá trị mô tả khung cảnh lịch sử của biến cố Đức Giêsu. Khung cảnh lịch sử được khái lược ở đây với những chỉ dẫn cụ thể về thời gian, về không gian và về những thẩm quyền chính trị và tôn giáo sẽ có ảnh hưởng trực tiếp trên sứ vụ của ông Gioan và của Đức Giêsu. Tác giả Luca đã viết theo cách viết của các bộ sử thời đại ông, nhưng đồng thời ông cũng viết theo cách viết của các ngôn sứ trong Cựu Ước nữa. Quả thật, ta gặp ở đây cách miêu tả tương tự như khi các ngôn sứ nói về xuất hiện của họ trong lịch sử. Ý định trước tiên của tác giả sách Tin Mừng không phải là miêu tả cách chính xác thời gian ông Gioan xuất hiện và rao giảng. Bởi nếu thế, ông chỉ cần nói đến năm thứ 15 triều hoàng đế Tiberio là đủ. Và thực ra, trong các chi tiết được ông Luca nêu lên ở đây, chỉ có chi tiết đó là có giá trị,
giúp xác định chính xác thời điểm Đức Giêsu bắt đầu hoạt động công khai. Có lẽ tác giả muốn đặt sự kiện mà ông sắp kể trong sách Tin Mừng của ông vào trong một khung cảnh lịch sử với những khía cạnh chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo phức tạp của nó. Vậy, điều mà tác giả Luca muốn nhấn mạnh ở đây là hành động cứu độ của Thiên Chúa không xảy ra trong một hoàn cảnh huyền thoại, phi lịch sử và không thể xác định, mà là trong một khung cảnh thời gian và không gian xác định rõ ràng, với những khía cạnh khác nhau của khung cảnh đó. Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ của người không phải trong một khung cảnh bất kỳ nào. Người can thiệp trong một khung cảnh lịch sử cụ thể và làm cho lời cứu độ của người vang lên trong một thời điểm và một nơi chốn cụ thể. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa dính dự cách thiết thân vào lịch sử của nhân loại và của mỗi con người phàm trần chúng ta. Ông Gioan và Đức Giêsu sinh sống và thi hành sứ vụ trong một khung cảnh lịch sử xác định. Đó là khung cảnh của đế quốc Roma thời hoàng đế Tiberio. Một con người vô danh tiểu tốt là Giêsu Nazareth được đặt đối diện với vị hoàng đế La Mã đầy uy quyền đang bá chủ thế giới. Đại diện cho hoàng đế ấy ở Giu-đê là quan tổng trấn Phong-si-ô Phi-la-tô. Theo nhận định của nhiều người đương thời, Phi-la-tô là một người cứng rắn và không biết thương cảm. Ông sẽ bị La Mã cất chức vì đã sát hại hàng ngàn người Samari tụ họp trên núi Garizim. Các nhà lịch sử cổ thời như Flavius và Philon cho biết, ông cai trị xứ sở bằng tham nhũng, khủng bố, cướp bóc, tra tấn và hành quyết không nương tay. Còn các ông vua như Herode chỉ là những ông vua bù nhìn, thậm chí còn hợp tác với quyền lực La Mã để hiếp đáp và bóc lột dân chúng. Rõ ràng, Đức Giêsu và ông Gioan Tẩy Giả đã phải sống và lên tiếng trong một miền đất bị chiếm đóng và cai trị bởi những con người tàn bạo. Ngày nay, tại nhiều nơi, hội thánh và các tín hữu cũng đang phải sống và loan báo tin mừng trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn, đôi khi là bi thương. Nhưng chính ở bên trong những thực tại của nhân loại cụ thể và phàm trần mà sự thay đổi được thực hiện và ơn cứu độ được thành toàn cho con người. Khi tác giả Luca viết sách Tin Mừng, các hoạt động của ông Gioan và của Đức Giêsu đã diễn ra và kết thúc được mấy thập niên rồi. Còn Gioan và Đức Giêsu không phải là những hình ảnh huyền thoại không thể hiểu thấu, mà là những nhân vật đã sống trong một khoảnh khắc lịch sử xác định. Đức Giêsu, còn Thiên Chúa, đã thực sự bước vào trong lịch sử và trong những điều kiện sống chung của cuộc sống nhân loại. Sự kiện Ngài trở thành một người trong số chúng ta và ở bên cạnh chúng ta luôn luôn là một sự kiện đầy sức an ủi. Nhân loại chúng ta không bị phó mặc cho những quyền lực chính trị, kinh tế và tôn giáo trong lịch sử, vốn là những thứ quyền lực có thể hủy diệt chúng ta. Nơi con người Đức Giêsu, chính Thiên Chúa đã đi vào lịch sử, và do bởi mầu nhiệm vừa qua của Đức Giêsu, lịch sử và nhân loại được điều khiển và dẫn dắt bởi quyền năng cứu độ của chính Thiên Chúa. Hoạt động của ông Gioan được giới thiệu theo kiểu giới thiệu ơn gọi của ngôn sứ trong Cựu Ước. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, còn ông Zacharia trong hoàng địa. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan. Ngay từ khi sinh ra, ông Gioan đã được dành riêng cho Thiên Chúa và được đầy tràn thánh thần. Bây giờ, ông được Thiên Chúa kêu gọi thực hiện sứ mạng đặc biệt. Sứ mạng của ông đến từ chính Thiên Chúa. Ông không hiện diện và hoạt động trong tư cách cá nhân, mà trong tư cách của một người được Thiên Chúa sai đến, và vì thế, thẩm quyền của ông đến từ trời. Sau này, nói về thẩm quyền ấy, Đức Giêsu sẽ hỏi các thượng tế, kinh sư và kỳ mục Do Thái, phép rửa của Gioan là do trời hay do người ta? Chính Thiên Chúa phán với ông Gioan, và đó là yếu tố quyết định nhiệm vụ và giá trị của ông.
ông sẽ phải diễn tả tư tưởng và ý muốn của Thiên Chúa cho dân, để chuẩn bị dân đón nhận Đức Giêsu. Lời rao giảng của ông được liên kết với Thiên Chúa và ý định cứu độ của người, và giá trị của ông sẽ không được xác định bởi những tiêu chuẩn phàm trần. Sau này, dân chúng sẽ coi ông là một vị ngôn sứ, nhưng Đức Giêsu sẽ nói với ông: một vị ngôn sứ chăng? Đúng vậy, nhưng tôi bảo các người, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người đã được Kinh Thánh nói tới khi chép rằng: này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Như vậy, qua ông Gioan, con ông Zacharia, Thiên Chúa bây giờ can thiệp vào lịch sử. Không phải những nhân vật nắm giữ quyền lực chính trị và tôn giáo như Tiberio, Philato, Herode, Philippe, Vicenza, Cana, Caifa, và những ý thức hệ cũng như những hệ thống chính trị, tôn giáo đam mê quyền lực của họ sẽ làm thay đổi thế giới. Nhưng chính lời cứu độ của Thiên Chúa đi vào lịch sử và đi vào bên trong những thực tại nhân loại sẽ làm nên cuộc thay đổi kỳ diệu số phận của toàn thể nhân loại. Ngày nay cũng vậy, Thiên Chúa công bố tin mừng cứu độ của người nhờ hội thánh và mỗi người chúng ta. Chúng ta không công bố sứ điệp tin mừng nhân danh con người hay tổ chức phàm trần của mình, mà là trong sứ mạng cho chính Thiên Chúa trao phó. Và còn cao cả hơn cả sứ mạng của ông Gioan, sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh là sự tiếp nối sứ mạng cứu độ của chính Chúa Giêsu trên trần gian. Vấn đề là chúng ta có dám để cho lời Thiên Chúa chộp lấy như ông Gioan xưa hay không? Vấn đề là lời Thiên Chúa có thể chiếm hữu và chi phối cuộc sống cũng như hoạt động của chúng ta hay không? Trong hoàng địa, sự kiện lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, còn ông Zacharia, đã xảy ra trong hoàng địa. Theo Luca chương 1 câu 80, ông Gioan sống trong hoàng địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Có lẽ sẽ là vô ích nếu chúng ta tìm cách xác định nơi chốn cụ thể của hoàng địa mà tác giả Luca viết ở đây. Đối với Luca, đó là nơi xảy đến ơn gọi của vị tiền hồ. Ông phải đến từ nơi đó, theo lời tiên báo của Isaiah sẽ được trích ở câu 4, và chính ở nơi đó, vị ngôn sứ đã lớn lên trong sự gần gũi và tình thân nghĩa của Thiên Chúa, trước khi ông được sai đi dọn đường cho con Thiên Chúa đến. Hoàng địa là một nơi chốn cô tịch, trong đó ông Gioan nghe được lời mầu nhiệm của Thiên Chúa, xa lánh những ồn ào thế gian, xa lánh cuộc sống náo nhiệt bị chi phối bởi những vọng động điên cuồng, đi vào trong cõi cô tịch và hoang vắng của lòng mình, sống trong sự hiện diện cận kề của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có thể gặp gỡ được lời Thiên Chúa phán với chính mình. Và chính ở đó, sự thay đổi của thế giới chúng ta đang sống sẽ bắt đầu, nhờ lời Thiên Chúa. Đây có lẽ cũng là một điểm nhấn quan trọng của mùa vọng. Gioan đi khắp vùng ven sông Giô-đan, trao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng hối cải để được ơn tha tội. Ông Gioan rời khỏi khung cảnh bình an và hạnh phúc mà ông đã sống từ nhỏ, lên đường đi khắp vùng ven sông Giô-đan nơi ông rao giảng. Theo Marco chương 1 câu 4, ông Gioan rao giảng trong hoàng địa, nhưng tác giả Luca phân biệt hoàng địa và vùng ven sông Giô-đan. Đừng tìm cách xác định đó là vùng nào. Điều quan trọng là Gioan đi khắp vùng. Như thế, trong phong thái của một vị ngôn sứ, ông thực hiện sứ mạng của vị tẩy giả, chuẩn bị cho mọi người đón Chúa Kitô. Ông Gioan rao giảng một phép rửa, tỏ lòng hối cải để được ơn tha tội. Điều đó có nghĩa là ông phải dấn thân cho một sứ mạng đầy thách thức và rất dễ gây mất lòng. Thông thường, người ta thích nghe những lời công nhận, thậm chí là ủng hộ, ít nhất là không phê phán, những tư tưởng và những cách hành xử của mình. Không ai muốn nghe lời tuyên bố rằng lý tưởng hay cách hành xử của mình là sai lầm và phải thay đổi. Vì thế, chấp nhận sứ mạng kêu gọi người ta hoán cải là chấp nhận không sống quỵ lụy trước thế gian, nhưng dấn thân sống trong nguy hiểm, bị khước từ
và thậm chí bị giết hại. Và quả thật, đó sẽ là số phận bi thương của chính ông Do An sau này. Ông Do An đòi hỏi người ta phải hối cải, phải quay về với Thiên Chúa, phải kính trọng Thiên Chúa và thánh ý người. Dân chúng sống trong tội lỗi là sống trong sự bất tuân Thiên Chúa. Họ cần ơn tha thứ. Khi lại nhận phép rửa của ông Do An, người ta công nhận rằng mình cần được Thiên Chúa tha thứ và muốn quay trở về với người. Và như thế, người ta phải chuẩn bị để đón nhận biến cố Đức Chúa ngự đến và để được nhìn thấy ơn cứu độ của người. Quý vị và các bạn thân mến, giữa thế giới hôm nay, hội thánh và từng người chúng ta cũng phải là tiếng người hô giúp nhân loại đón nhận ơn cứu độ. Niềm hy vọng Chúa đến trong mùa vọng sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không phải là tiếng kêu mang tính ngôn sứ công bố ơn cứu độ cho mọi người phàm. Và tất nhiên, chúng ta sẽ có thể phải trả giá vì tư cách ngôn sứ đó của mình.